Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tiềm năng du lịch lớn cùng những hiệu quả kinh tế mà du lịch mang lại cho tỉnh Quảng Nam, tháng 8 vừa qua, Tổ chức Lao động Quốc tế đã triển khai dự án tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện thuộc phía Tây Quảng Nam. Dự án đang mở ra cánh cửa mới trong tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhóm đối tượng là phụ nữ, thanh niên và dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững cho các huyện phía Tây của tỉnh. Dự án do chính phủ Luxembourg tài trợ với vốn đầu tư gần 1,4 triệu đô la Mỹ được thực hiện trong 3 năm. Tại hội thảo phân tích chuỗi giá trị du lịch do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tổ chức tại thành phố Hội An mới đây, dự án tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam đã được chính thức khởi động. Gần 50 thành viên thuộc tổ công tác đến từ các công ty lữ hành, khách sạn và các cơ quan ban ngành trên địa bàn đã tới tham dự. Tại hội thảo, đại biểu được giới thiệu về dự án và thảo luận đánh giá quá trình khảo sát chuỗi giá trị ngành du lịch, nhận định những cơ hội hạn chế trong việc phát triển du lịch ở phía Tây Quảng Nam. Như tên dự án tăng cường du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, chúng tôi mong muốn thông qua dự án thu nhập chung đối với du lịch của tỉnh Quảng Nam sẽ tăng và người nghèo sẽ được hưởng lợi từ du lịch. Dự án tập trung nhiều vào việc xây dựng và nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương tham gia trong ngành du lịch. Mục tiêu mà dự án hướng tới là khả năng đón tiếp khách du lịch cho những cộng đồng nghèo và các huyện vùng sâu vùng xa. Bên cạnh đó, hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương tham gia tiêu thụ sản phẩm trong ngành du lịch. Vừa qua, tổ công tác đầu tiên về phát triển sản phẩm các huyện phía Tây Quảng Nam đã được thành lập và bắt đầu khảo sát ở làng Bờ Hồng, xã Sông Côn, huyện Đông Giang. Đây là điểm du lịch cộng đồng còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào thiểu số Cơ Tu, được dự án xây dựng hướng tới trở thành một mô hình kiểu mẫu cho các thôn làng khác có tiềm năng phát triển du lịch ở phía Tây Quảng Nam. Khách đến đây được nghỉ dưỡng, được thưởng thức điệu múa tân tung gia giá và một số nhạc cụ khác của theo dân tộc người Cơ Tu ngay tại vùng một này. Người dân địa phương trong vùng dự án sẽ được đào tạo các kỹ năng phát triển, quản lý và điều hành dịch vụ lưu trú cũng như các kỹ năng du lịch khác. Đồng thời, dự án cũng thành lập hai tổ công tác gồm Tổ công tác đào tạo kỹ năng phát triển nhân lực du lịch và Tổ công tác về sản xuất các sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch vùng nông thôn gần các điểm du lịch. Hai tổ công tác này sẽ giúp cho những người nghèo phía Tây Quảng Nam có cơ hội tìm được việc làm và hỗ trợ địa phương phát triển lưu giữ các sản phẩm truyền thống. Đặc biệt, sau khi đã tham gia khảo sát du lịch ở các huyện phía Tây Quảng Nam, một số công ty du lịch lữ hành đã có cái nhìn khác đối với tiềm năng du lịch ở nơi đây. Các huyện vùng sâu là khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Nam có rất nhiều cái sản phẩm, bởi vì mình đã đi khảo sát trên đó. Lấy ví dụ chẳng hạn về du lịch sinh thái, hay là du lịch cộng đồng, hay là các cái sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, hay là về các cái giá trị văn hóa của bà con của vùng dân tộc thiểu số ở đây cũng rất là đặc sắc, rất là hấp dẫn. Các huyện phía Tây Quảng Nam gồm Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang chủ yếu là đồng bào thiểu số Cơ Tu sinh sống lâu đời. Cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn, song đây cũng là kho lưu trữ những nét văn hóa đặc sắc nhất của người Cơ Tu. Dựa vào các giá trị nhân văn độc đáo ấy để phát triển du lịch cũng là biện pháp bảo tồn và phát huy nét văn hóa độc đáo của đồng bào. Tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Nam nó không chỉ ở phía Đông và các di sản, mà tiềm năng du lịch của Quảng Nam nó hàm đựng chứa ở trong văn hóa đồng bào các dân tộc miền núi và cái giá trị tự nhiên nó đa dạng mà hiện nay chúng ta chưa phát triển được. Hy vọng với sự hỗ trợ từ dự án tăng cường hoạt động du lịch tại các huyện sâu trong đất liền ở tỉnh Quảng Nam và định hướng phát triển kinh tế xã hội về phía Tây của tỉnh Quảng Nam, đồng bào thiểu số ở nơi đây sẽ có việc làm ổn định, từ đó góp phần giảm nghèo bền vững cho khu vực phía Tây Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 12, bà Evelyn Wimmer-Schlamper thuộc Đảng Dân Chủ Tư Sản đã được bầu làm Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ năm 2012, tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Thụy Sĩ thực hiện. Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ đã tiến hành bầu các thành viên Hội đồng Liên bang, cơ quan tương đương với chính phủ của các quốc gia khác, và bầu Tổng thống và Phó Tổng thống cho năm 2012 trong số 7 thành viên Hội đồng Liên bang mới đắc cử.
bà Weimer Slamper đã đắc cử tổng thống với 174 phiếu thuận trên 211 phiếu hợp lệ, chiếc phó tổng thống thuộc về ông Uli Maurer, thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Trung hữu. Theo Hiến pháp Thụy Sĩ, nhiệm kỳ tổng thống và phó tổng thống nước này là 1 năm và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Liên bang là 4 năm. Dù còn hơn 2 tuần nữa, Mỹ mới hoàn thành việc rút quân khỏi Iraq theo lịch trình dự kiến. Sau ngày 14 tháng 12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh và chào đón sự trở về của những người lính Mỹ cuối cùng ở Iraq. Đây được xem như là sự kiện đánh dấu một cái kết tượng trưng cho cuộc chiến kéo dài gần 9 năm qua tại quốc gia vùng vịnh này. Phát biểu với các binh sĩ tại căn cứ Fort Bragg, Bắc Carolina, nơi đóng quân của đơn vị không lực thứ 82, Tổng thống Obama đã đánh giá cao những kết quả mà Mỹ giành được trong cuộc chiến mà ông từng phản đối này. Với tư cách là Tổng tư lệnh và là người đại diện cho đất nước, tôi vui mừng chào đón các bạn trở về nhà. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng lưu ý tới cái giá to lớn của cuộc chiến, trong đó 4.500 lính Mỹ và ít nhất 60.000 người dân Iraq đã thiệt mạng, cũng như khoản chi tiêu lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Ông khẳng định chính quyền Washington phải rút ra những bài học từ cuộc xung đột, vốn đã gây bất đồng sâu sắc trên chính trường Mỹ và thế giới. Kết thúc một cuộc chiến khó khăn hơn khi bắt đầu. Tại Iraq, quân đội Mỹ đã đổ máu và giúp chính quyền sở tại xây dựng, huấn luyện và hợp tác. Trong khi đó, cùng ngày, các binh sĩ Mỹ tại Iraq đã rút quân khỏi căn cứ Echo ở Diwaniya, miền nam Iraq, và chuyển giao quyền chỉ huy căn cứ này cho các lực lượng an ninh Iraq. Chúng tôi đã nắm quyền chỉ huy căn cứ Echo tại Diwaniya, căn cứ cuối cùng của Mỹ tại Iraq. Theo tôi, vẫn còn những thử thách an ninh, và tôi nghĩ với sự hỗ trợ của người dân và chính phủ, quân đội và cảnh sát Iraq sẽ vượt qua những khó khăn này. Được coi là một trong những lần rút quân lớn nhất của Mỹ trong lịch sử, song kế hoạch này vẫn tiếp tục làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi ở Mỹ. Nhiều chuyên gia về Trung Đông nhận định phải mất nhiều năm nữa mới có thể rút ra được bài học lịch sử rõ ràng từ cuộc chiến Iraq. Có điều chắc chắn là lại một lần nữa, nước Mỹ phải rút khỏi một cuộc chiến mà họ không giành được chiến thắng. Dù đặt thời hạn sẽ rút hoàn toàn binh lính vào cuối năm 2011, nhưng tính đến ngày 14 tháng 12, vẫn còn 5.500 lính Mỹ đồn trú tại Iraq. Và trong tương lai, khoảng 200 binh lính Mỹ vẫn sẽ hỗ trợ Văn phòng Hợp tác An ninh của Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, và 700 huấn luyện dân sự sẽ giúp các lực lượng Iraq điều khiển các thiết bị quân sự họ đã trang bị, như máy bay chiến đấu F-16 và xe tăng Abrams. Ngày 14 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định Mỹ chưa chiến thắng và chưa hoàn thành sứ mệnh ở Afghanistan. Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng cho rằng các lực lượng an ninh quốc tế và nước sở tại đã đạt được những tiến bộ nhất định. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Panetta đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai khi ông đang có chuyến thăm quốc gia Nam Á này. Mặc dù chúng ta chưa thực sự giành chiến thắng và chưa hoàn thành sứ mệnh tại đây, song tôi tin rằng chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Các vụ tấn công bạo lực đã giảm đi rất nhiều trong 5 năm qua và lực lượng Taliban đã suy yếu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền kiểm soát Afghanistan cho các lực lượng an ninh nước này. Chúng tôi đã bắt đầu một quá trình chuyển giao mà tôi cho rằng nó cho thấy những thành tựu quan trọng mà chúng ta đã đạt được ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình chuyển giao này, và một trong những minh chứng cho điều đó là việc tăng cường khả năng của các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan. Về phần mình, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cũng nhấn mạnh những nỗ lực chung của các lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế đã góp phần duy trì ổn định cho Afghanistan. Sự hợp tác giữa Mỹ và các lực lượng Afghanistan đã mang lại một sự ổn định chung. An ninh và chính trị ổn định giúp chúng tôi đạt được những tiến bộ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang thực hiện chuyến thăm 2 ngày tới Afghanistan để kiểm tra tiến bộ trong các nỗ lực do Mỹ cầm đầu chống lại quân nổi dậy, mà ông cho là đã đạt được bước ngoặt trong năm nay sau một thập niên chiến đấu chống Taliban. Ngày 14 tháng 12, phát biểu trong một hội nghị kinh tế tại thủ đô Athens, Thủ tướng Hy Lạp Loukas Papademos đã nhận định năm nay là năm khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này tin rằng nền kinh tế Hy Lạp có cơ hội phục hồi trong 2 năm tới năm 2013. Ông Papademos cho rằng các biện pháp cải cách của Hy Lạp là điều kiện tiên quyết để phục hồi nền kinh tế nước này trong thời gian tới. Tiến trình cải cách này rất quan trọng và cần thiết đối với Hy Lạp để duy trì vị thế thành viên Liên minh châu Âu và khu vực đồng tiền chung châu Âu trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Hy Lạp đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử
và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Cải cách hoạt động tài chính và tái cơ cấu nền kinh tế là hết sức cần thiết để cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhà lãnh đạo Hy Lạp cũng dự báo nền kinh tế nước này sẽ phục hồi trong 2 năm tới. Mặc dù nền kinh tế Hy Lạp và thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng đã có những dấu hiệu tích cực về triển vọng tăng trưởng trong năm 2013. Thủ tướng Hy Lạp cũng cho biết, vấn đề trái phiếu chung của khu vực đồng tiền chung châu Âu, vốn bị các nhà lãnh đạo của Đức phủ quyết, sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu tới đây. Đây được coi là một trong những biện pháp để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công hiện đang lan rộng tại khu vực này. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14 tháng 12, giá dầu và vàng trên thị trường thế giới đã sụt giảm mạnh. Nguyên nhân của sự sụt giảm này được cho là vì những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và quyết định tăng sản lượng dầu của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 1 năm 2012 đóng cửa ở mức 94,95 đô la Mỹ một thùng, giảm 5,19 đô la Mỹ, tương đương 5,18% so với mức đóng cửa ngày 13 tháng 12. Đây là mức giảm lớn nhất trong một phiên giao dịch tại thị trường New York kể từ ngày 22 tháng 9. Trong khi đó tại London, giá dầu Brent Mid Bắc giao tháng 1 năm 2012 cũng giảm 4,48 đô la, xuống còn 105,02 đô la Mỹ một thùng. Trên thị trường vàng, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14 tháng 12, giá vàng cũng giảm mạnh, tụt mốc 1.600 đô la Mỹ một ounce. Cụ thể, giá vàng kỳ hạn giao tháng 2 năm 2012 tại thị trường New York giảm mạnh, mất tới 76,2 đô la, tương đương 4,6%, và đóng cửa ở mức 1.586,9 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giao ngay cũng giảm xuống còn 1.584,3 đô la Mỹ một ounce. Việc giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch 14 tháng 12 được cho là chịu tác động từ quyết định tăng sản lượng mà tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC mới đưa ra trong hội nghị bộ trưởng của tổ chức này. Theo đó, các nước thành viên OPEC đã nhất trí đạt hạn ngạch của cả nhóm ở mức 30 triệu thùng một ngày, tăng so với mức 24,84 triệu thùng một ngày đang được áp dụng. Đây là lần tăng sản lượng đầu tiên của OPEC trong 3 năm trở lại đây. Mặc dù trong báo cáo ngày 13 tháng 12, tổ chức này đã đưa ra dự báo nhu cầu dầu thế giới trong năm 2012 sẽ giảm. Việc nhất trí tăng hạn ngạch sản lượng cũng được xem là động thái hàn gắn các rạn nứt trong khối sau những bất đồng kéo dài 6 tháng qua. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.